Bé ơi. Dạ. Bé làm gì đó? Rửa chén. Ồ, tắt nước giùm Hiếu anh em. Bé rửa chén. Bé rửa được mấy cái chén rồi. Được rửa một cái chén. Lại rửa một cái nắp là rửa được một cái ly à. Rửa cho na chén à. Này nè. Để xuống dưới đi. Cái này nước sạch mà em. Tưởng là nước dơ. Bỏ vô luôn. Chưa bỏ xuống rồi. Không biết bỏ cho nào bỏ đã cho đó đây. Ngoài nữa bên ngoài. Rồi cái đít nữa. Đít ly. Đúng rồi. Bỏ xuống dưới đây nè. Bỏ xuống dưới. Có dạ bỏ xuống lắm. Cầm cái tô nổi không á, đừng có làm bể tô nha. Trái rọi dưới nó dơ lắm á. Cái này đã rửa sạch đâu. Cái nào? Cái đó. Cái đó dơ lắm, để xíu này rửa giùm cho con, rửa mấy cái kia đi. Mấy khác đi. Con chà lại cái đó thử coi. Ra không? À, ra. Chưa ra. Chà nào ra thì ra. Gì đây? Từ từ. Em kêu chị chà đi, chà bao giờ nó ra thì ra. Giờ chị chà tự nhiên kêu chị. Được rồi, đừng có nghịch xà bông, nó chút ngồi xà bông nó ăn cái tay hết. Rửa ngoài nữa. Đây là nước quá. Mình rửa đi. Nè. Nè là nước á. Cái gì vậy trời? Ừ. Xà bông được rồi, xà bông nó ăn tay chết giờ. Rồi lấy cái dĩa nè, cầm dĩa cẩn thận, dĩa bự lắm á, đổ nước ra ngoài đi con. Đúng rồi. Mẹ ơi đổ nước ra ngoài luôn hả? Ừ. Cẩn thận. Ghê quá. Dù. Ghê quá. Cái tay trơn quá. Đúng không mẹ? Đúng rồi. Bể có rửa có một cái dĩa với lại một cái tô là có nguy cơ bị bể thôi nha. Cẩn thận đó. Sao? Rồi được rồi. Rửa cái chén ăn cơm của em đi kìa. Cẩn thận. Nói gì vậy?